Thông qua hotline 0356 467 888, Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, người dân phản ánh việc người dân vô tư đốt rác tại khu vực trung tâm thành phố Thủ Dầu Một. Phóng viên đã có mặt và ghi nhận tình trạng này vào sáng nay. Theo đó, vào khoảng 7 giờ sáng nay, có một người đàn ông thu gom nhiều cành và lá khô cùng với một số rác khác đem ra bãi đất trống nằm trên đường 30 tháng 4, bên cạnh nhà hàng tiệc cưới Brandsware và tòa nhà trung tâm thương mại BKMS Tower thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, và vô tư châm lửa đốt do cành lá khô cùng với một số rác thải khác rất dễ cháy. Nên ngay sau đó, ngọn lửa bùng phát cao, cháy dữ dội, kèm theo cột khói đen cao hàng chục mét, bao phủ cả khu vực, gây khó chịu cho các hộ dân đang sinh sống nơi đây, cũng như người đi đường, đặc biệt là gây ô nhiễm môi trường. Trong khi Bình Dương đang thực hiện công cuộc vận động, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, thì hành vi ngang nhiên đốt rác tại khu vực đô thị như thế này là không thể chấp nhận được. Thiết nghĩ chính quyền địa phương cần có biện pháp răn đe cụ thể, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân, không để tình trạng đốt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường như thế này tái diễn.